Omar cắt nhã khẩn cùng hơn dây dần hay na cắt khó rú xá đình hòa huyền gò quản cánh lại thành niền ấn pi bắt nâng cầu hói cầu xếp xí danh ngọc sàng tém đờn tình huyền xung bài bộ đội cánh đáy lưỡi tròn khảo trùng mũ bộ đội biên phòng kiên giang cài sao pì dép v cùng trùng mũ trung tá danh ngọc sàng lâm dệt mồm đi đang về cánh bày rào đầy đồng đội nhôm chư sình cán bộ biên phòng giỏi trăng hủ lại năng về về dệt cùng phùng mi lại pom he chở quân khơm he danh ngọc sàng lân nho sùng lông dê sần so sáo ép học lông trang tép vương quân bài cấn bày sở rút trầm quân dần tranh trinh lông trai sờ không địa phương chu đoàn thể quân mi lang tìm chơ sử dụng lông ép đầy khảo cùng về dệt rú vùng đèn đình vậy nam dệt năng về tỉnh kiểm rằng tăng đèn đình giáo hà xíp hốt phai bét cải tăng tó các mớ Campuchia bài trước hướng an ninh đèn đình là năng vê chính đầy bộ đội biên phòng tỉnh kiển giang năm dệt tô quang cùng tinh dần bính thầy tì vê dệt trách nhiệm gòn vưng quân lính rú phùng đèn đình biên phòng năm dệt năng vê sáng vàng có mấy lại chiến sĩ ổn cốt năm dệt năng vê mết mốc dệt đi vê khát sàn quân cắp dần rú phung đèn tin cô hén sung chu nang về choi giờ quân cắt khó trung tá danh ngọc sàng lo chướng bàn quân nêu chớ trên báo quân dần bộ đội biên phòng tỉnh kiển giang lỡ nâng cùng vưng phân xanh sơn hẳn vậy cho giờ bom e rú phùng đèn đình nị vì ban nâng cầu hói cặp cầu lằng cho tốt nhất học viện biên phòng thiếu úy danh ngọc sàng ma nhằn năng về rú đốn phú mỹ huyện giàng thành bom cắp về dệt tì năng về trách nhiệm bày chứ hòn an hình chính trí tên ảnh bàn khốn rú phùng đèn tin ai dành ngọc rằng nhân mê năng khám hở bộ đội biên phòng tỉnh kiền rằng năm dệt đi năng về cho giờ quân dần cùng về năm dệt mở khỏi co cô hén nếu trước quân dần mê năng khám hở bộ đội biên phòng tỉnh kiền rằng trai giờ quân dần rú bắn cắt khó rú phùng sừng đắc háng bom me cung khơm he sừng dệt hơn dệt khổ dệt tăng bảy ma sảm tảnh hơn rào hở quân dần anh ý lò lung dệt trai giờ bom me hết gần cắt khó sơn nặn vưng bị cày ma quân dần cánh bom me khơm he rú nhỉ mi bùng kiến đây rú đáy tỉ hơn mở hương tiền chơ các lung tăng khoảng đảng hơn nước trung tá danh ngọc sàng hỏi hú nếu chiếc quân dần vung đèn tin mà phải kinh tế biến thái nghề nghe chọc khỏ là nâng cùng vương năng về chính trị khoảng vương đôn biên phòng đối các bom he quân khờ me quân lính biên phòng có cần hủ chảnh băn khi con tòng chặn bá khám bá khoảng bom he về hủ đầy chu năng về trên báo lúng chiều ùn rú lớp mỹ lỗ xa mỹ đức lò nâng cùng bưng quân dùng tại trên chân hàng bóng chèn cốt bài té Campuchia mà khẩu mát mơn đầy cài xếp bì bộ kiến đại số khẳng lúng có mi kín mi vầy té xên hai mà cánh tành lĩnh bưng ai biển phòng có trên báo khỏi báo dùng tại trên chân hàng bóng chèn cốt bài anh ăn nó dết phít pháp luật ảnh non còn nêu chớ sơn thành khỏi co bỏm tay hơn du hơn dệt hai dệt na tành lấy ngô khoai lăng nằn cò mi kín đi vài hơn số nung bom me du phùng đèn tin mi nghe dệt tạch tình sơn thành cò báu bày cả khai viết phép du tăng hương no khẩu má khỏi co ẩn chỉ bom me lung nam dệt vậy hứt khẩn
Báu tài rất là tài và phiên thái ngay nghề. Vì sóng bắn bảy chết, chúng ta dành ngọc sàng đầy cho dệt can bố phiền tì khăm khờ mè cho giờ bộ chỉ huy biển phòng tỉnh Kiên Giang ngay tỉ hần cùng về đôi mái. Ai còn lọt thanh niên cùng đội bắn phùng Bắc Lắc, Sào Lắc, Số Xít xuống phùng đèn đình tỉnh Kiên Giang cắp dòng tỉnh Cam Bốt cắp Ta Kèo khòng mương Campuchia. Hù khám bá khòng quân khơ mè cánh khám kèo dân hành chúng ta dành ngọc rằng có phiên dịch men cho khó bưng kham địa phương giúp phương đèn tin cho giờ về Bắc Lắc men toi kế hoạch. Cả bọ bà rè thì dự đăng ra vậy, cả dịp bộ bà nữa. Vì xe cứ nấu nóng bị bích để cái hào thờ nóng bị dỗ bài. Về dịch này là về dịch. Cỏ ra ha ba tỏ các bưng khám bá chính trí cùng khám khơ me té năng về dê khỏi chảo khỏi co phai gian chơ so sáo vầy hợp bom he hù chảnh hờn cánh về dệt cỏ đánh hai đi hờn cùng về Bắc Lắc đèn đình men văn tôi chúng ta dành ngọc sàng về Bắc Sào Lắc đèn đình có bỏ lại ra cha quốc bài là bơ quân dần vùng đèn tin Việt Nam cánh Campuchia vùng kiến đất số nhang bên lại cắt khó dân Bắc Sào Lắc báu cho tết ban họp về dây dần hai na bố bá gòn quân dần sòng mương vậy hợp với Bắc Lắc rú phùng tỉnh Kiên Giang đánh hai tỷ chúng ta dành ngọc rằng có tranh trinh bỏ trùng mũ vũ tràng mương bản chờ mi khù ngai đi vậy bòm trên báo hợp quân dần sòng phùng đèn tin bòm các chính quyết địa phương góp hôm đình phải tặng tánh Sào Lắc. Họt khai tỉnh Kiên Giang có rét mồm sao sòng cùng tên cá sao bét Sào Lắc. Bàn phùng cài, xí xíp sòng cài tăng đèn đình. Nhóm bàn chô rùm trong này có sang trùm đèn của đội chỉ cho là mà hai chôn sang khang trùm đèn ơi còn có rụp cho bạp. Khỏi đẩy xuống về Bắc Lắc, giúp phùng đèn tin dân hàn còn hữu trước quân dần sòng mưng, chấp nam thì pháp luật, nhất lo bưng quy định mà phùng đèn tin, chờ bom hé nam dê tì, dân hàn quân dần sòng phái sòng mang mưng, có mi hóng ảnh hình đèn tin đấy thì hơn, bom hé dết hay dết na rút chầm, sòng phùng đi, có đại tì, là cái vai trò là mang tờ năm dệt chào quyến khoảng mang mưng nặng thì đồng chí cũng thường xuyên tham gia cùng với đội đồng chí rằng là bân quân phiên dịch đi tuyên truyền rồi trong đó các hai bác làm phiên dịch sòng lắc đội khi mà đồng chí có lưng chơ sung còn các đội trên báo sòng mắng lò trên báo năm dệt đi cài bân khám bá còn bom he biết am hiểu về phong tục tập quán tài lông hủ người ở bên khon, Campuchia địa bàn bên đó nữa còn quân dần còn mương Campuchia dân hành cò hủ kham bá đồng chí rằng có cho giờ đội Bắc Lắc số xít còn bộ đội biên phòng đầy ngay đi hơn phân giới cái mốc là được thuận lợi. Bom cắp dệt đi chút năng về khoảng quân lính biển phòng. Chúng ta dành ngọc rằng nhằng cố hén xung về choi giờ bom me cùng cánh nó tình kiển rằng phố mê ai lần hưng cùng bưng quân trở quảng tảng táo. Lưng chờ góc hôm ngân tiền về hở chút thôn dồn tặng tánh chu công trình kiến trúc cùng chùa dệt khổ bê tông bàn trương phòng hở quân cạp rú bưng bản ná mi lại quân khơ me kiển rú. Hồn hỷ có hóa phân choi giờ bồng kiến tây rú khoảng quân dần, rú phúng sùng, đắc háng, táng cày. Phùng mi lại bao me chở quân, mở hương đèn bà pe chu hủ. Quân Việt Nam hau lưng mi và
bản bốc ảo cằn chưa cắt khó dâng hẳn khỏi co ma sung lại năng về vậy choi giờ bưng côn cắt khó vòng địa phương tảng tánh bản nam mới toi chính sách phòng đảng hơn nước vậy nêu trước vòng mè cô hén hớt khẩn cắt khó mi bùng kiến đầy rú đáy tỉ hơn có mi lại phật tử dung choi giờ trước phòng ngân tên vậy hở bưng tổ rú cùng chùa thôn dồn vậy rất khổ rất hơn khắc nghệ bàn trường hợp cung cắt cùng hẳn mi phổ nghe ai dành học rằng lưng chơ sung vòng các bò mè cùng chùa cảnh hẳn ai còn như trước bò mè khát sàn cằn tặng tánh cùng kiếm thầy số uốn vùng hôn mô hơn té bị sóng phân phải xếp dí hót khay ai rằng học rằng nhăng dịch hồi phó hồi tử thiền nhận ái thành phố sách giá tính kiển rằng hồi từ thiền mi cài hốt xếp thanh viền các túc nò ngành nghe sơn vo hay men na công nhân công an hứ co vâng chiến sĩ bộ đội biển phòng là vâng quân bòm dệt các ai tình mết chu quân có bòm hôm hen cho giờ vâng quân cắt khó hôm phân bản bánh vâng cắt khó vâng quân mi bồng kình đây rú ta cha hốt bì cải ma ai dành ngọc rằng có bầm hội từ thiền nhận ái nếu chớ thẳng tánh đầy xếp cầu lẳng hơn người hát hầy chua hơn cắt chua hơn áo cắt nhằn tành cầu cún thảo ké đấu mì bón bưng ình thẳng tánh cánh sáng bành cài xếp hồ bê tông bản á rú địa phương cùng tỉnh kiển rằng cho nên hoạt mưu trình mở khỏi kho tại Lâm Đù mi trương khoáng mới xã Tỉnh Hòa huyện Gò Hòa đoàn hưng cùng địa phương nhận đầy bức hót trên vực nham trình dòng văn bài sao hết do hội từ thiện nhận ái phá hót bưng quân hơn cắt khó giúp cổng phùng cặp lúc bàn bốc ảo căn chưa cắt khó ai dành ngọc sàng vòng các bưng thành viên cùng hội từ thiện có cô hén hôm hén cho giờ quân cặp rú tỉnh kiển rằng vào trùng bưng phùng bản lá bưng địa phương mít hài quân khơm he vào rình vậy mi tấm hù toàn triển môn hòm tòm hậu hơn lúc làm có cắt khó phải dệt tràng hừng hừng trong mắt hơn tơ nưng khỏi co thọc ké sơn hẳn bom mít lông hiệp thủ trên đầy nhốt trương phòng khỏi các môn lại té hối choi giờ thì mở khỏi co trành trên ma nôm trường hở quân cắt khó số xã Đinh Hóa huyền Khò Hòa vài hở bom me mi trình túc nò hơn mở khỏi co môn sừng chơi bom me mi trình uốn hình môn bố rất tích cực để đưa những phần quà đến tay người nghèo một cách đầy đủ và chu đáo nhất. Tất cả đều chung tấm lòng là muốn giúp đỡ người nghèo. Trong hội bưng thành viên giúp gì có cô hén ảo bưng hót chân hót bưng quân cắt khó công tác trong bộ đội biên phòng tỉnh sơn ai dành ngọc sàng khai thì đằng GV cùng bộ đội biên phòng tỉnh là thành viên cô hén ven xanh giúp đỡ cho người nghèo nhất lo bưng công trình cho giờ tặng tánh từng vật rất khổ rất hơn nghề hát học cuốn cặt ai có phay phân ngân lường khoảng chảo về nêu chớ sao trách bị rét về cùng chủng mũ biển phòng cất đáy lại khủ đì ai dành học sàng còn nhận đáy lại chế khen tăng khen khoảng chu ngành chu cấp cùng hẳn mi hủy trường chiến sĩ sáng vàng do chủ tịch mừng Thủ tướng Chính phủ Campuchia nhôm huần trường hưu nghĩ nhờ hôm phân tặng tánh cánh mạp pe quần đội hoàng gia Campuchia. Bưng nhận danh nỉ chỉ là mẹ hèn vài hở trùng tá dành ngọc sàng sức tàm cô hén mi lại có hôm hờn mắng mà lông hạt sàn sòng hương Việt Nam cánh Campuchia bính thay đi vê dẹp phòng quân lính biên phòng cùng với lăm lò hở quân cặt
bằng khuôn cạt khó, giả trà. Cứt áo bổng kiến tư xú, uốn ỉnh môn mô, lông ỉn han, hở bóng me vùng kiến rằng, vào trùng.